Dạ, con chào bác ạ. Con tên là Võ Thị Thanh Châu, hiện cư ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay con đại diện cho nhóm Phật tử Tiền Tông Đà Nẵng có một số câu hỏi xin bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ nhất ạ. Người đang tu các pháp môn khác còn cúng kiến, có nên đọc sách huyền ký của Đức Phật Trần Nhân Tông để biết được sáu pháp môn tu của Đức Phật dạy không ạ? Nếu mình tu và theo cúng kiến, tất cả gì thiền tông đừng có rớ vô. Rớ vô rất nguy hiểm. Thì cúng kiến là mình sống với cõi âm, mà bây giờ đưa cái này nó cực dương thì coi chừng. Khuyên là không nên đọc bất cứ sách nào của thiền tông viết ra, hoàn toàn không nên. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ hai ạ. Trong quyển 10 mới có dạy, người tu thiền tông phải giúp những ai cầu giác ngộ, phải kéo những người bị dụ dỗ mê tín ra. Chỗ này con chưa hiểu, có phải là kéo tất cả mọi người không ạ? Tùy theo. Bây giờ tu thiền tông mình phải sáng suốt, muốn giúp người nào mình hiểu người đó, mình thăm dò được mình mới lấy, còn không được thôi. Kéo là kéo những người nào muốn, khi mà người ta thật tình ta bị lầm lạc đó. Còn người ta muốn lầm lạc thôi đừng. Người ta bị lầm lạc mà ta đi ta biết đường mà dẫn ra được. Còn mà người ta muốn đi con đường đó, đừng có dẫn. Để kể người ta. Thế gian này nó, thế giới vật lý âm dương này, người ta muốn đi chiều âm thì cứ để người ta đi. Đừng có kéo, rất nguy hiểm. Kéo ra lại nó giống như là con rắn nó bò đó. Đừng có nắm kéo cái đuôi nó quật ra, cắn mình chết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu thứ ba. Thầy bảo ai tu thiền tông là phải thọ 80 tuổi, mà tại sao Đức Vua Trần Nhân Tông lại thọ 80 tuổi, còn Tổ Pháp Lo lại thọ có 46 tuổi hả? À? Ai nói tu thiền tông thọ 80 tuổi? Thì là cái câu chuyện này con nghe lộn. Hồi xưa đó, mẹ chú giao chú á, thì mẹ nói nếu mà phổ biến ra thì chắc con chết sớm không được. Mày phải sống trên 80 tuổi mày mới bỏ, mới nói thiền tông này được, chứ không phải là thọ 80 tuổi. Còn ông Trần Nhân Tông á, chứ không ấp lo là ông chết sớm là có nguyên do này. Con suy nghĩ đang làm vua ở cung vàng địa ngọc và lên rừng núi à, con sống chịu nổi không? Năm năm chết quèo luôn. Chịu không nổi. Nhưng mà vì cái danh dự của một vị tổ, người ta phải lên đó để người ta làm, chết bỏ. Người ta không nói tới cái tuổi tác đâu. Nhưng mà nhiệm vụ của mỗi ông tổ ta phải làm tròn thôi, mấy tuổi ta không thành vấn đề. Lưu lại cho hậu thế. Ông này là ông tổ thứ 34, thì ông phải làm sao có một cái nơi để người ta biết rằng Thiền Tông mới đến Việt Nam. Chứ ông có lên núi Trúc Lâm làm sao ta biết là cái Thiền Tông. Ông ngồi Hà Nội nói, không ai nghe. Hà Nội mà ông giảng cái này là ông chết á. Bắt buộc lên núi. Còn nên giờ thế giới vật lý này đang sống trong cung vàng địa ngọc lên núi, không có nước ở luôn á. Làm sao? Hồi xưa làm sao mà phải lên trở đi kiếm được cái mạch nước rồi mới trụ ở đó, đó. Mà đâu phải dễ dàng đâu. Con thơ hồi xưa, hồi mấy 700-800 năm trước con suy nghĩ đi lên núi đâu phải dễ đâu. Sau này cáp treo còn dễ chứ hồi xưa mẹ bò cũng gần chết luôn á. Thấy không? Cái nhiệm vụ của một vị tổ là người ta phải làm thôi, còn cái tuổi tác ta không nói. Ta không nói tới cái này, nhiệm vụ xong của một vị tổ là thôi, ta về. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu thứ tư ạ. Người tu các pháp môn khác thích đọc kinh sám hối thì có thể đọc kinh sám hối của Thiền Tông không ạ? Tùy theo. Nếu mà đọc sám hối của Thiền Tông mà thấy cảm ngộ được thì nên đọc, còn không thôi đừng đọc. Thiền Tông nó khác, còn cái sám hối của vật lý nó khác, Thiền Tông giải thoát nó khác. Thấy không? Ông thua mình liệu sức. Ví dụ mình thấy người ta chạy 50 cây số giờ mình cũng bắt được mình chạy, mình chạy vẫn có 30 không được, phải băng người ta vô Thiền Tông, phải là cái sức gan dạ và trí tuệ mới vô được, còn bằng không đừng vô, vô có chừng chết, đứt cơn máu chết thôi, bất đắc thì tử á. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo. Người đạt ý chỉ Thiền Tông hoặc bí mật Thiền Tông khi hết chiên sống rồi có thể tự tịch diệt được như Võ Thất Thiên không ạ? Này tùy theo cái nghiệp của người ta.
Bà giỏi tất thiên tiệm là phải 80 tuổi bà mới tịch, không nhỏ nhỏ đâu có tịch nổi đâu. Thấy không? Tùy theo cái nghiệp, mình không nói trước được. Nhưng mà có điều được, cái muốn tịch phải điều được thân tâm thì mới tiêu được. Thì phải sử dụng thức thần thông của A-la-hán mới tịch được. Chứ bình thường ông Phật cũng không tịch được. Ông Phật tịch là nhờ cái sức A-la-hán giúp ổng. Ông chết chứ đâu phải mà không A-la-hán sao ông Phật chết được. Bây giờ ông Phật, ông điều khiển 18 ông A-la-hán luôn à. Thôi bây giờ tôi muốn chết á, tôi làm bộ tôi ngồi, ông làm ơn, ông rút dây điện giùm tôi đi, thì nó chết, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, cái trường hợp này cho con hỏi thêm, giống như là, ví dụ giống như người tu thiền tông mà họ có bệnh á, họ giống như là cơ thể lúc đó họ yếu rồi, họ tự tịch diệt gì, có ảnh hưởng tới đường giải thoát của họ không ạ? Giải thoát không là do cái công đức. Muốn chết lúc nào chết, nhưng mà có công đức mới về được. Còn con tự chết, con bệnh quá, con buồn, con chết thì làm sao? Không có công đức thì sao về giải thoát được? Giải thoát là hiểu cái đường về là một. Thứ hai, cái công thức, cái công đức của mà con có là không. Còn cái chuyện mà con bệnh quá, con buồn quá, chết gọi là tự giận á, thì đi lên ngồi chứ làm sao giải thoát được. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn. Con xin hỏi câu thứ 6 ạ. Khi con tu thiền tâm rồi thì số kinh sách vật lý ngày xưa con tu là phải đốt hay cất kỹ hay là giao lại cho những người đang tu vật lý ạ? Cái để đó ai rời để lưu lại làm cái bảo tàng. À, hồi xưa tôi cũng tu cái này nè, giờ tôi thiền tông tôi ấy cứ để lại. Giống như ngày xưa đó, con có, mà tại sao người ta xài đồ cổ? Cái kỷ vật gì người ta không xài, tới đời văn minh không xài, nhưng nó thuộc đồ cổ để dành đó. Không có đốt, không phá bỏ gì hết. Cho để lưu lại cho con cháu ngày sau. Hồi xưa mẹ tu cái này đã rồi, giờ mẹ lên thiền tông, mẹ được giải thoát á. Chứ để đây là làm gương cho con cháu, chứ làm sao đốt bỏ được, không có đốt. Đừng có làm vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ 7 ạ. Thầy giảng người tu thiền tông không cần giữ giới nhưng sát sanh vẫn được, vì trong cảnh giới của con người thì phải dùng tánh người làm. Nhưng sau bài sám hối lại có sám hối năm tội, và trong đó có câu luật nghiêm giới cánh ban hành, vậy là sao ạ? Bây giờ nguyên tắc thế giới này mình vô đạo Phật, mới vô được gọi là vô đạo Phật, thì nó phải là, nó phải cái giới cấm của năm giới cấm của người Phật tử, phải không? Năm giới cấm của người Phật tử. Mà khi vô rồi thì bắt đầu mình mới tu theo tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì đó. Nhưng mà sau cùng mới bắt được cái thiền tông này, phải không? Thiền tông nó có cái gì thế mà nó nhớ lại ngày xưa mới là có cái cuộc sám hối của thiền tông. Chứ đâu phải mới vô tu thiền tông đâu. Có nghĩa là quận đã rồi thì chừng nào thiền tông công bố ra mới biết, mới bắt được cái này. Thì chuyện mình sám hối chuyện ngày xưa, mình sám hối đây không phải là sám hối cho mình, mà sám hối lại cho người xung quanh á. Nó để người xung quanh người ta biết người ta tu thiền tông. Chứ còn không có sám hối rồi mình con lợi con độ người ta không được đâu. Chứ không phải nói rồi người ta đọc cái bài kinh này người ta cảm nhận rồi người ta mới theo thiền tông. Mà khi thiền tông rồi, đi vô đúng thiền tông là sử dụng có một chữ, thôi buông hết. Thế là sám hối gì đó, khỏi sám hối. Sám hối này là dùng cho người sơ cơ thôi, mới vô. Thấy không? Đã tu thiền tông, bước đường đi lên thiền tông đi bằng quả tiễn rồi đó. Chuyện thế gian dẹp hết, đi bằng quả tiễn đó. Một, cỡ quả tiễn mà tới Phật giới không? Không tới thì rớt ở đâu, rớt kệ đó. Mà từ từ nó rớt ở đâu? Xuống hầm lửa lớn đó. Cỡ quả tiễn mà nó rớt mà máy bay nó rớt thì còn có thể mà rớt xuống cái sông đó, có thể còn sống được nha. Tôi nhớ, chú còn nhớ hồi xưa năm 86 chú đi từ Tân Nhất mà đi Siem Reap, có tin rằng cái máy bay rớt chú còn sống không? Nó thật phải cờ, nó thấy máy bay là nó biết rồi, nó đáp xuống cái đám ruộng bên Đức Huệ, nó đang bừa đó, trình không rớt xuống cái đó. Có mà ông tướng ông gãy răng, còn chú không sao. Đáp xuống ruộng luôn đó, còn sống đó, máy bay còn sống đó. Còn đi qua tiễn có chỗ nào đáp không? Đó, thiên tông không chỗ đáp được, thấy không?
Thành ra mình phải hiểu cái thiền tông qua cực kỳ khó tu, chứ không phải dễ. Hầu mới vô không dám nói, nhưng mà giờ bắt đầu tôi nói từ từ cho nghe. Bởi vậy tôi khuyên là thiền tông không. Thì tôi nói rồi, nói bằng quản trị á, lập cái bản thông báo cho người tu thiền tông. Bắt đầu từ bốn tây tháng tư này nè, có cái thông báo mới để cho người tu thiền tông biết. Hồi xưa là nó dễ dãi, giống như hồi mới thành lập, giống như mới thành lập thì mình dễ dãi, nhưng mà khi thành lập ổn định rồi, phải cái thiền tông phải nói cho chuẩn là hết. Ai, nghĩa là tuyệt đối không khuyên ai tu thiền tông hết. Vì tu thiền tông nó cực kỳ nguy hiểm, nó thật là hồi mới thì mình không nói. Bây giờ mới nói cái họ trốn mất hết, không ai vô sao? Thì bây giờ vô đủ rồi thì nói cho biết. Muốn tu thì nên nghiêm chỉnh, còn không tu thì coi chừng. Một về Phật giới được hay về, không ai rớt cái hầm lửa lớn á. Còn tu vật lý á, lên trời được không lên thì xuống địa ngục thôi. Đơn giản, phải không? Còn hoặc lừa người ta thì làm quả báo, chứ cũng chưa chết, cái này chưa chết, xuống quả ngục mới là chịu chết á. Giờ con chịu nổi không? Bây giờ trái đất này á, còn 2 tỷ rưỡi năm nữa, ở trong quả ngục 2 tỷ rưỡi năm chịu nổi không? Thành ra bây giờ phải nói lại hết cho biết vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu, cúng dường và tạo công đức có khác nhau không ạ? Cúng dường mình đem cái tài vật hoặc vật chất thì mình cúng cho cái chùa hoặc ông sư. Thì cái mục đích của con cúng để con muốn làm cái gì? Thứ hai nữa là ông sư, cái chùa làm cái gì? Cái này là con phân biệt là có cái mục đích. Bởi vì người ta bảo là tu đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ, cúng dường để được cái gì? Con muốn được cái gì? Là do cái đó. Cho con muốn cúng dường để giải thoát mà con đưa vô mấy ông cúng thì làm sao giải thoát? Thấy không? Thì con nấu cát chẳng muốn thành cơm mà. Có nghĩa là mình vô đạo Phật là phải bằng trí tuệ sáng suốt, làm gì cho rõ ràng, chứ đừng có mơ hồ. Thiền tông không cho mơ hồ, thiền tông là trí tuệ sáng suốt. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu là khi tạo công đức mà muốn hồi hướng cho cha mẹ, anh em, con cháu vị người thân này có nhận được công đức không ạ? Bây giờ con suy nghĩ vậy nè. Dạ con ăn cơm để cho mẹ con no, được không? Mẹ con no không? Dạ cái đó là không được ạ. Thì cái kia làm sao được? Cái hồi hướng đây là cái lối lừa của người thế gian thôi, chứ làm gì có hồi hướng. Ai ăn nấy no, tội ai nấy chịu, chứ làm sao chuyện hồi hướng. Cái này là cái lối lừa của người thế gian, đây là thế gian mới làm cái chuyện này. Thực tế, thiền tông thực tế, mình ăn mình no. À, mình học mình biết, chứ mình học để tôi học để rồi tôi hầu hướng cho ba tôi. Con đang làm bác sĩ, tôi học bác sĩ rồi tôi hầu hướng cho ba tôi biết bác sĩ được không? Mà toàn không được, bằng trí tuệ. Còn cái kia nó thuộc gì, xin lỗi, thế gian người ta lừa đảo nhau thôi, chứ làm gì có hầu hướng. Đừng có làm cái chuyện đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi thêm cái ý này là giống như là mà người mình đã tu thiền tông rồi, nhưng mà cha mẹ hay là anh chị em của mình nó còn bên mấy đạo, giống như là đi cúng vật lý rồi người ta cúng biết là hồi hướng cái lấy tên của mình, hay là hồi hướng cho mình, hay là cầu cho mình này là điều tốt đẹp nhất ấy. Rồi cúng sao giải hạn như vậy là mình có ảnh hưởng gì không ạ? Đó là do mình thôi. Bây giờ con suy nghĩ nè, thiền tông ra đời nó nói là trái đất này là ngũ thú tập cư, việc ai để làm, nhân quả ai để lo. Bây giờ thế gian con suy nghĩ nè, thí dụ trong gia đình con người có phạm tội đi, ở tù, con hầu hướng được không? Chuyện ai để lo chứ. Bây giờ lo mình đi, thấy người thân mình làm tầm bậy thì mình nên là mình né, còn không ấy mình nhào vô rồi mình dính luôn, thấy không? Bởi vì thiền tông nó rất thực tế, mình ăn mình no, Đức Phật đã dạy rồi. Mình học mình hiểu, mình ăn mình no, mình tu mình nhờ. Cái mình tu để hầu hướng người kia đây là gì?
tất cả những người tu để hồi hướng lại vậy đã, ta cúng dường cho mấy ông này thôi, hồi hướng cái gì, mình lo mình chưa xong mà tu là giác ngộ giải thoát mà còn không biết mà hồi hướng cái gì. Còn thế chuyện thế gian, bởi vì tại sao Đức Phật ông nói là đây là thế gian, thế giới gian xảo, làm những chuyện gian xảo không thực tế. Mà giờ nói, ta nói rồi mà chữ thế gian ai cũng biết xài, nhưng mà không ai giải thích thôi. Thế gian từ xưa có ai dám giải thích cái chữ thế gian không? Thiền Tông bây giờ mới giải thích, chứ hồi xưa nào ai dám giải thích chữ thế gian. Đó, ông Phật nói mà còn không dám giải thích, ông Phật cũng nói này mấy ngàn năm rồi. Mà bây giờ mới mở hóa cái chữ thế gian ra. Thì con suy nghĩ coi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi tiếp câu nữa. Đường về Phật giới trong trường hợp có công đức và phước đức bằng nhau, nếu có phát ra pháp trần thì thập loại thánh làm hoa tiêu giả thử, nghĩa là thánh biết mình có pháp trần nhưng sau khi gặp hoa tiêu mình thử để biết hoa tiêu thật giả thì thánh lại không biết ạ? Bây giờ đã mình có pháp trần đâu, đời mình tự do mình đi chứ có thánh nào đâu thử mình đâu. Có hai cái trường hợp, mình về Phật giới công đức vô lượng, tất cả cõi âm đều hoàn toàn không dám lại gần. Thứ hai, pháp trần lại gần nhưng mà không dám đụng, thì làm sao giả mình được? Cái pháp trần là cái bảo đảm cho mình trên con đường lộ trình đi. Giống như bây giờ khoa học nó chế được cái xe mà lực đẩy rồi đó. Nó đi đâu thì cái lực đẩy rồi xung quanh không ai làm gì được, kể cả bắn đạn vô nó cũng không trúng nó nữa. Nó có lực đẩy mà. Pháp trần là cái lực đẩy các cái âm, nó không cho dính vô. Thành ra có ai dám lại gần mình đâu mà giả. Có hai trường hợp. Một là công đức vô lượng, hai là pháp trần phát ra. Thì mấy loại âm không dám lại gần. Đó. Chứ không phải giỏi gì đâu. Nhưng mà đây là cái lực, quy lực vật lý âm dương. Nó đẩy ra. Vì thế mà trong chiến tranh á, chiếc máy bay nằm nó có gắn cái tần suất cái điện dương á, nó đẩy ra đó. Kêu bằng quả tiễn bắn không trúng, bắn vừa tới nó chẹt, nó đẩy mà để trật lật. Vì thế mà khoa học bây giờ về vũ khí chiến tranh nó có cái làm cái này, thấy không? Vì thế mà người ta gọi là máy bay tàng hình. Tàng hình là gì? Nó thấy có gì đâu mà bắn không trúng được, kể như nó tàng hình chứ có gì đấy, chứ đâu phải không thấy đường đâu, thấy không? Là nó nói về cái chuyện này, chuyện âm dương, lực đẩy âm dương thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, xin bác giải thích giùm con là tại sao gọi là con hồng cháu lạc ạ? Con hồng là gì? Hồng hoàng, mình là tổ tiên mình là hồng hoàng phải không? Lạc là lạc trong quân, con của hai ông này. Con hồng cháu lạc, nhớ không? Lạc trong quân bầu cơ, thấy không? Rồi gọi là thành rồi, nói chung là mình là con hồng cháu lạc, là con của lạc trong quân. Dạ, bạo cơ, thấy không? Rồi, con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu, đệ tử của Ngài Thanh Hải nói rằng Phật tánh là khi mình hiểu được ý của người khác và được như vậy là thành Phật. Xin Thầy giải thích điều này cho chúng con hiểu ạ. Phật tánh là cái tánh Phật, là một viên tử sáng sáng suốt thôi. Còn hiểu cái này kia là hiểu tánh của họ, hiểu tánh của hồn, xin làm sao phải giải thoát cái chuyện này. Bởi vì người ta không có hiểu, người ta giải thích vậy thôi. Nhưng mà nên thế gian này nè, ai muốn tu gì tu, mình cũng không đá động với người ta, thấy không? Mình nên nhớ né. Bây giờ mình hiểu rồi, tánh người là cái gì, tánh Phật là cái gì, mình phải hiểu này. Hiểu tánh Phật mới về Phật giới được. Vì thế mà trong kinh đó là kiến tánh thành Phật. Thấy bằng tánh Phật thì mới biết đường đi về Phật giới, mới thành Phật. Nhưng mà muốn về Phật giới phải có công đức và có biết công thức đi. Chứ không phải là kiến tánh thành Phật rồi. Bây giờ giống như là giờ tôi biết đường đi Mỹ, họ có tiền không? Không, tôi không tiền, tôi ở đây. Mới biết thì được, đúng rồi, nhưng mà phải có tiền mới đi được. Mà biết đường đi không? Không biết đâu, biết rồi biết đi đâu, đi đâu xin visa đi qua Mỹ. Thấy không? Tất cả gì nó phải quy tụ lại đúng về Phật giới. Thứ nhất, anh phải có công đức. Thứ hai, biết đường đi. Chứ còn anh không biết đường đi, không có công đức rồi sao? Rồi ai dẫn mình đi?
mà phải đến cái thời buổi một vị Phật phân thân, cái thời buổi này thì mới về Phật giới được. Chứ nghe xin lỗi con á, 10 năm về trước về Phật giới không được. Trừ khi công bố quyền ký ra thì con đường chư Phật mới phân thân vào trong cái bình lưu để mà rước con người về. Mà khi đã bắt đầu truyền thiền rồi thì mới có được cái này. Còn chưa truyền thiền cũng không được. Chưa truyền thiền ai dặn dò đường về Phật giới đâu, biết đường đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu ạ. Người có người trước đây tu theo pháp môn đại bi gì đó ăn chay hàng chục năm, mà nay chuyển qua tu thiền tông lại không biết sao lại ăn mặn. Vậy cho con hỏi là nếu giờ họ lại ăn mặn mà không tạo công đức được thì có giải thoát không ạ? Vậy chết thì giải thoát gì? Đã về Phật giới thì có công đức và biết công thức. Còn chuyện ăn chay ăn mặn không thành vấn đề. Ăn chay ăn mặn là do cái người ta thích thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng hồi xưa đó mình tu vật lý mặn chay mà vô đây ăn mặn là mấy ổng dụ mình đó. Bị rồi đó. Cái đó là bị rồi, bị dụ rồi đó. Ha. Còn về Phật giới được, có dụ, nhưng mà tôi có công đức tôi vẫn về được. Muốn dụ gì dụ, có công đức tôi về, còn không có công đức tôi đừng mong về. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi là người không tu theo pháp môn thiền tông mà lại mua huyền ký của Đức Phật để tặng thì có tạo công đức được không ạ? Được, nhưng mà không giống như ông Sa Lợi Phất á. Mấy chục đời trước, mấy ngàn đời trước, ông cũng cho đủ thứ, có tiền ông cho hết. Nhưng mà ông có công đức cũng để dành đó, cho đợi ông Phật chỉ rồi mới về. Nếu mà làm vậy thì không được, bởi vì tại sao mà đã tu thiền tông truyền thiền mà đi có 5 người về thì con suy nghĩ coi, tại sao 95 người đi đâu? Là do cái dạng này này, cũng muốn làm tạo công đức nhưng mà không muốn về thôi, thì để đó để dành. Để dành chừng nào 5-10 ông Phật sao rồi thì về. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu tiếp theo ạ. Đức Phật dạy tu phước như tiền giấy, dù có chất cao đến mấy khi gặp lửa cũng phải cháy. Vậy sao có khi Phật dạy tu vật lý có kết quả của vật lý, nhưng tu phước thì có kết quả nhưng lên cõi trời hay cõi tịnh độ hưởng phước? Xin Thầy giải thích cho chúng con hiểu ạ. Thế giới này là nó có hai cái loại, một là hưởng phước ở đây, hai là hưởng phước trên trời, là gọi phước dương, phước âm. Còn công đức nó thuộc về công đức chứ không phải là phước. Ở đây gọi là công đức, còn ở đây là phước đức dương và phước đức âm. Có phải hiểu cái thế giới này gọi là âm dương. Âm thì ở dưới trái đất, hút ở trái đất, dương nó đẩy ra khỏi trái đất lên tam giới, nó là vậy đó. À, mình phải hiểu thế này. Còn công đức là cái thứ mà tâm dương này không chấp nhận đi ra, còn không muốn đi ra bao đen, tao không biết cái gì hết á, thì tôi cho ở đây. Còn nếu tao biết ông dương quá sao tao phá đám tao làm được không? Được, thấy không? Thì thế mà nếu mà muốn ở lại đây thì phải theo cái quy luật âm dương, bao đen để cho ông âm luôn đi đâu thì ông mới ở đây được. Đó, thì con phải hiểu cái thế giới vật lý này. Thế giới này là âm dương, hai cái này thôi. Còn nếu mà cái mà không phải âm dương đi ra, đó, nó vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi tiếp câu. Thưa Thầy, có nhiều người vào chùa tìm hiểu, nghiên cứu về pháp môn thiền tông, cũng như về tình hình ở chùa rồi tu theo thời gian rất dài và nhiệt huyết, hăng say, nhưng sao lại chống đối rồi đi nói xấu, phản thầy, phản chùa, dựng chuyện, vu khống là vì sao ạ? Có phải người đó bị bất bình một điều gì đó hay ngay từ đầu, hay là hiện tượng của ma vương lòng vào để phá chùa thiền tông ạ? Này nó có hai cái trường hợp. Một là người ta sử dụng cái tưởng nhiều quá đi, người ta tưởng gì đó, rồi người ta mới phản lại cái chùa. Thứ hai nữa, mấy ông thánh suối, em thánh suối phá. Có vậy, có hai đường, một là tưởng để phá, hai là ông thánh suối phá. Có vậy thôi, có hai đường thôi chứ không khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn ạ. Giờ con xin hỏi tiếp đó ạ. Người tu theo tiền tâm rồi nhưng có bệnh mà nghe ai giới thiệu chữa bệnh bằng cách đọc sách Luân Công, nhưng vị có phạm sai phạm gì không ạ? Và có tu giải thoát được không ạ?
Thế gian này thế giới vật lý thì trị làm sao cũng được, trị bệnh tị gì cũng được, kể cả thầy pháp trị cũng được đó. Nhưng mà con có công đức con về, trị cái gì cũng được, thấy không? Còn cái mà trị cái gì là cái chuyện của thế gian, lương công là cái gì, là nó nói gì, cái công phá cho mạnh để nó xuất những cái âm ra thôi. Nó là sử dụng cái thuật điện từ âm dương thôi chứ cái gì đâu. Thì cái đó là cái, thay vì con uống thuốc, con không uống thì con tập yoga để chi? Để cho nó cứ cái sức mạnh đâu, nó mạnh lên thì nó xua những cái âm đi, nó hết bệnh. Còn bây giờ con chuyện về Phật giới là chuyện khác. Về Phật giới là con có công đức, vì thế mà tất cả như kể cả ác đức con về còn được, mà không chi được cái tập lương công con thua gì. Bởi vì con tất cả gì có công đức rồi, con về trung tâm vận hành luân hồi thì ác đức phước đức nó trở về thế giới vật lý này hết, thế giới âm dương này hết, thì con chỉ mang công đức và tánh Phật về đó. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà một người giết người mà có công đức về Phật giới còn được, hút chi được tập luân công ăn thua gì, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp theo ạ. Người tu thiền tâm mua sách Đức Vua Trần Nhân Tông về tặng để tạo công đức, người nhận vô tình để con cháu làm gách, thì người tặng sách này có bị ác đức không ạ? Này đâu thua gì cái chuyện đó, chuyện bình thường. Thế giới này giấy thì phải rách, vô tình nó rách thôi, cái làm gì chừng nào vậy nè, cố tình con làm cho quỷ nhục cái thiền tông này, con bị ác đức cả. Con này vô tình nó có gì đâu, không sao, đừng, cái này nó đừng có nhỏ nhặt lắm, không có tính cái chuyện đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ còn trường hợp mà người nhận đọc sách có vài trang rồi không đọc nữa, cắt không bỏ mắt, như vậy người tặng có được công đức không ạ? Ví dụ con tặng bao nhiêu cũng được, mà nếu người kia họ hiểu con có công đức, còn con không hiểu cũng gì không có gì hết, thấy không? Cái công đức là con đổ được cái con người hiểu cái này là con có công đức. 10 người được một quyển sách mà lưu cho 10 người được thì con được 10 điểm, một người một điểm, có vậy thôi, còn không có là thôi. Đó nguyên tắc mà nó phản hồi bằng cái âm dương. Con có công đức thì nó trở về cái tài khoản của con, còn không, bởi vì cái tài khoản con nó là tự động. Bây giờ cái thiền tông ra đời á, thì nó phải văn minh, giống như bây giờ con đi làm. Bây giờ mình ở đây á, mình đi lãnh lương tháng gì, có nhiều cái nơi nó không lãnh lương tháng, nó có cái thẻ, nó có cái số tài khoản của con đó. Bữa nay nhiều nó nhắc vô tài khoản con đâu có biết đâu, mới tới hồi tháng, hai tháng con mở ra con mới biết. Đó là bây giờ công đức nó cũng giống như cái tài khoản bây giờ ấy. Con có nó về đó hết, chứ con cũng không biết nó có không. Nhưng mà khi mà con về Phật giới rồi đó, thì bao nhiêu ông thần mới biết à, mày có được mấy ký tài sản, mấy ký công đức rồi đó. Tới đó mình mới hiểu được. Chứ bây giờ thời văn minh này cũng vậy. Bởi vì ở đây mình còn thua mấy cái nước văn minh chứ. Ở bên Mỹ tài khoản nghĩa là nó thu chi gì nó bằng cái tài khoản cho mình. Nó tới văn minh cái mức đó đó. Bởi vì cái thời buổi này thì cái thiền tông nó mới ra đời được. Chứ còn nếu không văn minh, cái thiền tông này không ra được, không nói được, không nghe ai, không ai chịu nghe nổi cái vụ này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hết câu hỏi ạ. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Con chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con hỏi.